Tin mới của Quỳnh Lương lên tiếng về tin đồn ăn chơi tệ bạc với vợ cũ, hậu Người ấy là ai. Sau tập 6 của Người ấy là ai phát sóng, nhiều tài khoản cho biết Tiến Phát tình mới của Quỳnh Lương tệ bạc với vợ cũ, khiến hai người chia tay. Tiến Phát hiện cũng không được vợ cũ cho gặp mặt con như những gì anh chia sẻ trên chương trình. Trong tập 6 game show Người ấy là ai phát sóng tối 23 tháng 6, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã được kết đôi thành công với anh chàng điển trai Nguyễn Tiến Phát. Anh cũng trải lòng cho biết mình cũng là người từng có gia đình nhưng đã đổ vỡ vì cả hai không có tiếng nói chung. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, Tiến Phát cảm thấy anh đã đủ trưởng thành để có thể vun đắp tổ ấm một cách thật sự nghiêm túc. Theo chia sẻ tại chương trình, chàng trai Trà Vinh đang sở hữu một khu nghỉ dưỡng chữa lành. Ngoài ra, anh chàng còn kinh doanh các hoạt động thể thao như chèo sấp, chèo ván đứng. Trong chương trình, Tiến Phát chia sẻ anh là một người thích đi phượt, có niềm đam mê lớn với xe mô tô phân khối lớn. Chưa kể, anh chàng còn có bộ sưu tập siêu xe. Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, tin đồn đời tư về Tiến Phát cũng lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, một số khán giả tỉnh Trà Vinh, quê hương của Tiến Phát, đã đòi giải cứu Quỳnh Lương vì anh là người đàn ông không đàng hoàng, có quá khứ ăn chơi trác táng. Trên sóng chương trình, Tiến Phát chia sẻ rằng mối quan hệ giữa anh và vợ cũ như hai người bạn cùng chăm sóc các con. Tại đây, chàng trai Trà Vinh cũng cúi đầu xin lỗi vì đã không để con cái có một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại lên tiếng tố cáo rằng thực tế anh chàng đã từng phụ bạc bỏ vợ con để theo người thứ ba. Thế nên vợ cũ đã không cho gặp con và cũng hoàn toàn cắt liên lạc với gia đình chồng. Sau đó không lâu, Tiến Phát đã chính thức lên tiếng về những thông tin trên. Hiện tại mối quan hệ của mình và Quỳnh vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Quỳnh cũng là người biết suy nghĩ và thấu hiểu nên không có gì khác, Tiến Phát cho biết. Thiếu gia Trà Vinh cũng xin phép không chia sẻ về người cũ để tôn trọng Quỳnh Lương. Mình xin phép không trả lời về người cũ để tôn trọng Quỳnh. Đó là câu chuyện cũ đã qua. Phát cảm thấy chia sẻ sẽ ảnh hưởng đến người cũ, hai bé và cả Quỳnh nữa. Mong mọi người thông cảm. Khi nào được phép của những người trong cuộc, mình sẽ lên tiếng sau. Tiến Phát tâm sự tuổi trẻ không ai là không mắc sai lầm và bản thân không chối bỏ việc đó. Tuổi trẻ không ai không mắc sai lầm và tôi chưa bao giờ chối bỏ những sai lầm của mình. Nhưng người trong cuộc mới hiểu. Đúng ra tôi không nên lên tiếng ở thời điểm này, nhưng tôi thấy cứ để như thế này sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ về sau. Xin lỗi vì tất cả, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Trên trang cá nhân, Tiến Phát cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là với vợ cũ. Trong tin nhắn, Tiến Phát xin lỗi và muốn hàn gắn mối quan hệ để chăm lo cho các con. Trong livestream tối 24 tháng 6, khi liên tục được hỏi đến Tiến Phát và những ồn ào xung quanh anh, Quỳnh Lương cũng từ chối trả lời. Nữ diễn viên cho biết chuyện tình yêu là của hai người nên cô không thể chia sẻ. Đồng thời, Quỳnh Lương cũng đăng tải khoảnh khắc chung khung hình với Tiến Phát cùng chia sẻ bữa giờ vui vẻ chưa giận cái nào. Trong một bức ảnh, Tiến Phát cũng khẳng định em cứ làm những việc em thích, tôi tự khắc có cách bảo vệ em cần một điểm tựa hơn là một tình yêu. Được biết, sau chương trình ghép đôi, Tiến Phát và Quỳnh Lương đã gặp nhau rất nhiều. Hiện cả hai đang ở mức độ tìm hiểu nhau bởi có nhiều điểm chung và sự đồng cảm. Vừa qua, cặp đôi cũng được bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Xuyên suốt sự kiện, Quỳnh Lương và Tiến Phát luôn bên nhau không rời nửa bước. Có thể thấy từ khi thành đôi tại Người ấy là ai 2023, mối quan hệ của cặp đôi đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Câu chuyện single mom của nữ diễn viên Quỳnh Lương đã khiến không ít khán giả đồng cảm và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Với những sóng gió đã trải qua, khán giả hy vọng Quỳnh Lương có thể chọn được nửa kia phù hợp, đồng hành cùng cô trong tương lai.